cầu Hòa Bình 3 để bắc qua sông Đà. Dưới kia là làng Vạn Trài kìa, làng Vạn Trài ở Hòa Bình, sông Đà Hòa Bình ấy. Cái bến cát, người ta khai thác cát đưa lên trên bờ bên kia để bán. Quanh co bốn khúc thank you.
bộ trên cầu Hòa Bình 3. Ở phía xa đằng kia là cầu Hòa Bình 4 là đã khởi công rồi và đang tiến hành xây dựng. Qua cái cột điện cao cao ở phía xa kia là có một cái đầu cầu. Nó có cái vị trí mà người ta sẽ làm cái cầu Hòa Bình 4 ở bên đó. Và cái hướng này là cũng hướng về hướng thủy điện Hòa Bình. Đây này, cái bãi cát này. Đấy, bãi người ta khai thác cát thuộc xã Trung Minh. Xã Trung Minh giờ là phường Trung Minh rồi, của thành phố Hòa Bình. Đấy, đi bộ qua bên từ bên Thịnh Nang qua bên Trung Minh này là quốc lộ 6A. Đấy, nếu mà rẽ phải thì là qua trung tâm thành phố Hòa Bình và đi Tây Bắc, tức là đi hướng Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Còn nếu mà rẽ trái thì về Hà Nội, Hà Đông. Đấy.